xin kính chào hội thánh. Yeah. Good afternoon, church. Hội thánh có thích nghe lời Chúa không? Church, would you like to hear the word of God? Có một vài người thích nghe ha. Hội thánh có thích nghe lời Chúa không? So few people would like to listen. Dạ, yeah, cảm ơn Chúa. Uh, hôm nay đề tài sẽ là phần hai của cái đề tài Chúa Giêsu là ai. This is the second part of who is the Jesus. Yeah. Đề tài này hết sức quan trọng bởi vì nếu mình không biết Chúa Giêsu là ai có nghĩa là không có một cái mối quan hệ đặc biệt với Chúa Giêsu. So Thì tất cả những gì xin lỗi tất cả những gì chúng ta làm đều nó thiếu đi những cái ý nghĩa của nó. So whatever you do, the Và thiếu đi cái quyền năng của Chúa And of the God power in và thiếu đi cái sự khôn ngoan của chúa Lack of God's cho nên khi mà muốn bất kỳ cái gì thành công Whatever you want to be success in life, thì phải chúng ta phải biết chúa We need to know who God càng is. rõ càng tốt

And because of those secrets, chúng ta có thể biết được tương lai. We know the future. Chúng ta biết được cái cách làm của Chúa. We know how God did. Và it. chính vì vậy chúng ta được thành công. And therefore we will be successful. Hallelujah. Chúng ta tạ ơn Chúa không? khen Chúa. Chúa, Chúa Giêsu là ai? Who Jesus? Bài trước chúng tôi đã trình bày. The last lesson we have disclosed. Chúa Giêsu là trọng tâm của kinh thánh. Jesus is the main point of the Bible. Toàn bộ kinh thánh đều làm chứng về Ngài. Because the whole Bible witness about Jesus. Chúa Giêsu là đấng Messiah, đấng Christ, con Đức Chúa Trời. Jesus is the Son of God and He is the Messiah. Chúa Giêsu là đấng cứu thế duy nhất của thế gian. He is the savior of this world. Chúa Giêsu là vua của ngôn vua. He is the king of all kings. Chúa Giêsu là Chúa môn Chúa, Chúa Giêsu là con độc sinh của Đức Chúa trời, Chúa Giêsu là chiến con của Đức Chúa trời, Đấng cất tội lỗi thế gian, Chúa Giêsu chính là đầy tự thánh, Chúa Giêsu chính là sự sống, và Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời ở trong xác thể. Jesus is a God in the flesh. Kinh thánh bày tỏ rất nhiều điều về Chúa Giêsu. The Bible had disclosed so many about Jesus. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ học về một cái đề tài. Đó là Chúa Giêsu ngài là đấng Messiah. The Bible had disclosed many about Jesus, but today we learn about who is Jesus. He's the Messiah. Tôi mời hội thánh sẵn sàng có kinh thánh mở ra. Please be ready anybody who have bible yeah. please ready to open it. Rất là quan trọng. Very important. Yeah. Trong uh, đoàn kinh thánh mà chúng ta sẽ đi ngày hôm nay đó là bắt đầu chúng ta sẽ mở ra Matthew chương 16. Let's turn to Matthew chapter 16. Yeah. và để ý câu 16. Verse 16. Matthew chương 16 và câu 16. Matthew 16. Chúng ta ai cũng biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng mà biết rõ Chúa Giêsu là ai, điều đó hết sức quan trọng. But if you really truly know him, yeah. very Tr important. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 16. In Chúa Giêsu à rơ xưng nhận rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ. When Peter say that you are the Christ con của Đức Chúa Trời. You are the son of yeah. God. Nhưng mà Chúa Giêsu quay lại nói với Phi-rơ. But Jesus turned around and told this to Peter. Con không thể nào biết được. he say to Peter, you don't know what you say. Từ con không thể nào biết được. you, you would not know who I am. Rằng ta là Đấng Christ. Đây là một bí mật của thiên đàng. Chỉ có do you know? cha ở trên trời mới có thể bày tỏ cho con. Because my father are telling you, this, that's how you know. Nếu mà cha không bày tỏ cho con thì không cách nào con biết được ta là Đức Chris. My does not to you. You mỗi một người, know. mỗi một ngày, uh, những cái đoàn dân theo Chúa rất đông. Every single day, men, the crowd have followed Jesus. Yeah, many. Có những đám đông tới 4.000 người, 5.000 người. Sometimes up to 4, to 5, people. Đó là chưa kể đàn bà và con trẻ. And that not counting about women Khi mà Chúa Giêsu hỏi người ta nói thầy là ai? When Jesus asked, "Who you think I am?" thì các môn đồ trả lời rằng. The disciples say. Người ta nói thầy là tiên tri Eli. And they say that you are the um, prophet Eli. Ngài là tiên tri uh, uh, Jeremy. And you might be the prophet Hay là một tiên tri nào đó. Or other prophet. Chúa Giê thấy cái này cũng đúng. And Jesus think that's true nhưng mà chưa biết rõ ngài là ai. Họ biết rõ ngài là ai nhưng mà những người này cả cái đoàn dân đông này chưa biết rõ ngài là ai. Chúa Giêsu quay lại right. với các môn đồ. Dậy thì các con nói ta là ai? Hay là nói rõ hơn các con tin ta là ai? Who do you believe I am? Hay là cả con biết ta là ai? Do you really know who I am? Thì Peter nhảy ra. And at that time Peter say, Con biết. I know. Thầy chính là Đấng Christ. Master, you are the Christ. Thầy chính là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời. You are the Christ, the Son of God. Làm sao Peter biết được? But why did Peter know that? Bây giờ tôi xin phép hỏi hội thánh. Let me ask the church. Làm sao chúng ta biết Chúa Giêsu là Đấng Christ? How do you know that Jesus is Christ? Mời Brother Quân. Qua Đức được Thánh Linh bày tỏ. Cảm ơn Chúa. Ai biết nữa làm sao chúng ta biết Chúa Giêsu là Đấng Christ? know who is Jesus? Đức Thánh Linh bày tỏ bằng cách nào? How did the, Holy Spirit disclose to you? Làm sao Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta Chúa Giêsu là Đấng Christ? How do you know the Holy Spirit disclose to you Jesus is the Christ? Bởi vì Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời. Because the Holy Spirit used the word of God. Đức Thánh Linh dùng lời của Đức Chúa Trời. The Holy Spirit used the word of God. Để bày tỏ cho chúng ta. To disclose who Jesus to us. Các môn đồ hồi xưa. Làm sao họ biết là Chúa Giêsu là Đấng Christ? How did they know Jesus was the Christ? Matthew nói rằng Chúa Giêsu là Đấng Christ, con cháu của David, con cháu Abraham. Matthew said that Christ, Jesus is the Christ and the children of um, King David. khi mà các môn đồ đầu tiên, Andre đi tìm Philip và mấy người khác nói với họ rằng tôi đã gặp được Đấng Christ. So when Andrew found Jesus and he told people, I found the Christ, the Messiah. Nhưng mà làm sao mấy người này đã biết? How these people know? Bởi vì khi họ gặp Chúa Giêsu và họ đi đến ở với Chúa Giêsu một ngày. Because they not only met Jesus, they also lived with him one day. Họ đang còn đứng với Giăng Baptist. They were standing with um, John the Baptist. Và khi Giăng Baptist thấy Chúa Giêsu đến, and when John see Jesus come in, thì Giăng Baptit nói: Đây là chiên con của Đức Chúa Trời. John Baptist say, This is the Lamb of God. Đứng cách tội lỗi thế gian. The one who take away the sins of this world. Mấy những người đó, hai người môn đồ đầu tiên đi theo Giăng Baptit. And the first disciple follow John. Đến với Chúa Giê Chúa Giêsu ở. And they come to Jesus' place. Xin lỗi, đi theo Chúa Giêsu. And they follow Jesus. I'm sorry và đến ở với Chúa Giêsu buổi chiều hôm đó that và them. sau đó that, thì Chúa Giêsu bày tỏ cho họ then to him, to chính them. ngài là đấng Christ Who is. và He's họ đi đến cry. nói với những người khác people, những người bạn đầu tiên của họ friends, they their, the they know, chúng tôi đã gặp được đấng Christ and they told them that I met the nhưng mà những người khác giống như chúng ta không gặp mặt Chúa mắc mắc, Jesus mắt với mắt mặt đối mặt or face to face. thì làm sao chúng ta biết how did we know who Jesus làm sao chúng ta biết how, how do we know mời cô anh chúng ta tin chúng ta tin you believe through the holy spirit làm sao so. hội thánh biết là Chúa Giêsu là đứng Christ you know why Jesus is the Christ Đức. Thưa quý vị ở trong kinh thánh không có trong kinh thánh cựu ước không có nói dùng cái chữ đấng Christ hay là đấng Messiah. You know in the Old Testament never about Jesus is the Christ. Nhưng mà khi Andre nói với Philip chúng tôi đã gặp được cái đấng mà các tiên tri thi thiên và Môi-se viết về. You know, when Andrew met Philip first, he say that I met the, the one that many had mentioned about him. Yeah. Thì khi mà họ viết về Đứng Chris này Là đứng đã được loan báo Từ ở trong cựu ước you know, Christ has been disclosed from the Old Testament. Và khi họ thấy Chúa Giêsu này Là đúng y chang giọng như kỳ Đứng mà ở trong cựu ước And when they feel like they know that Jesus just like the one have this clothes in the Bible. Thì họ nhận biết rằng Chúa ngài là Đấng Christ. So they think and they know that is Christ in the Old Testament. Ừ. Nhưng mà cầu ước thì viết cái gì? And what did the Old Testament wrote about cầu Jesus? Cầu ước viết cái gì về Đấng Christ này? What did the Old Testament write about Jesus? Khi chúng ta biết Chúa Giêsu là Đấng Christ thì chúng ta phải biết cầu ước viết gì về Đấng Christ. So when you know Jesus is the Christ, you need to know what wrote in the Old Testament. Đúng vậy phải của ông bà chị em. Is that true? Bây giờ đầu tiên First. Không phải một người ví dụ bây giờ có một người đứng ra nói tôi là Đấng Christ có được không? If somebody stand up right now and tell you I am the Christ. Mình có tin được không? Do you believe that? Không hả? Tại sao không tin được? Why can you believe that? không giống như trong kinh thánh nói đúng rồi bởi vì ai cũng có thể mạo xưng tôi là đấng Chris. Christ nhưng mà nếu mà trong kinh thánh đã nói rằng đấng Christ là vua nhưng mà nếu người đó không phải là vua thì như vậy người đó là Christ giả yeah the Nếu mà trong kinh thánh nói đứng Christ là được sinh về bởi một người nữ đồng trinh mà sinh ra, nhưng mà người này bởi một người nam mà sinh ra thì người đó là đứng Chris giả. So the Bible mentioned that Christ was born by the Virgin Mary. Cho nên để chứng minh rằng Chúa Giêsu là đứng Christ thì mọi lời loan báo về ngài ở trong kinh thánh phải được ứng nghiệm. So now, To, to prove that Jesus is the Messiah the Christ whatever the old testament mentioned about him have to be review or that person have to have those và điều đó là một điều hết sức khó khăn and that is a difficult proof chúng ta không thể tìm được bất kỳ một ai you cannot find anybody on this earth mà like ứng nghiệm về mọi lời được chép ở trong kinh thánh về đứng Christ that Christ have to be match what the Bible say in the Old Testament. Hallelujah. So, bây giờ mời hội thánh mở kinh thánh ra sáng thế kỷ Đoàn 3 câu 15. Let's turn to the Bible. Genesis chapter 3. Tôi cũng nhớ và quý ông bà anh chị em cũng nhớ ha. Let's all together turn the Bible to Genesis chapter 3. Giảng thế kỷ Đoàn 3 câu 15. Đây là câu đầu tiên Kinh Thánh nói về Đấng Messia ở trong Kinh Thánh. This is the very first verse mentioned about Jesus is the Messiah in the, in the Bible. Từ khi con người sa ngã. From the first time when human fall. Tội lỗi và sự chết đã đi vào thế gian. Sins and death had come into earth. Satan đã trở thành chúa của đời này. Satan become the world of the king of this là world là chủ của mọi vương quốc ở trên đất he is the king of all the kingdom of nó this nó nắm earth. hết mọi sự vinh hiển ở trên đất he, he hold all the glory of this earth. nhân loại trở nên tuyệt vọng and human has been uh, hopeless thì đức Chúa trời đã hứa but father god heavenly have sẽ promised sẽ có một đấng and he promised there will be want. được sinh ra the one who will be born từ dòng dõi một người nữ from the woman generation và đấng nầy sẽ matai. đạp đổ sa tăng this king will put will tremble on the satan head và sa tăng sẽ cắn gót chân người and on the opposite side satan will bite this person heel yeah quý vị có biết là sa tăng cắn gọt đấng Chris này lúc nào không? Do you know when Satan bite và đấng đấng Christ này dày đạp đầu của con rắn lúc nào không? đó là tài chân thập tự giá. That is when the, at the cross. ngài đã đánh bài Sát tăng và bêu sổ Satan trước mặt thiên hạ. At the cross, Jesus won over Satan. Và Satan đã cắn gót chân người. And Satan have the of Jesus. Làm cho thân xác của người phải chết đi. And that make Jesus body have to die. Thưa quý vị, quý vị câu uh, kế tiếp. Bây giờ đứng Chris này là ai nữa? Bây giờ kinh thánh bày tỏ, bày tỏ một cách tiềm tiến và từ từ ha. Thầy xin hội thánh chịu khó với tôi để uh, hiểu rõ cái, uh, cái 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 um, cái đề tài chiều hôm nay. Let's take some time to learn about the topic this afternoon. Bây giờ chúng ta sẽ giới sáng thế kỷ đoạn 22 câu 18. Sáng thế kỷ đoạn 22 câu 18. Genesis 22, verses 18. Yeah. Bây giờ cái đấng này sau khi mà à dòng dõi của Adam phạm tội When the offspring of Adam have sins. và Chúa đã quyết định hủy diệt toàn thể nhân loại. And God have, you know, the whole human being. qua cái trận lụt hồng thủy. The flood. và sau đó Chúa chỉ chọn lại một gia đình đó là gia đình của Noah. And that was a the only để was qua Noah. cái gia đình này, But this family, thì dòng dõi của người nữa được sinh ra. That The offspring of this the woman will nếu mà không be born. có một người nào sống sót, left on this earth. thì lời hứa của Chúa một dòng dõi của một người nữ sẽ không bao giờ được thực hiện. nhưng mà Noah sinh ra con cháu họ cục quy vào con đường tội lỗi. However, Noah, and did sins as well. và Đức Chúa trời đã chọn một con người đặc biệt. But God chose a very special one. Con người đó là Abraham. He chose Abraham. Và từ con người đó, And through this Abraham, Ngài sẽ dậy lên một dân tộc. He is raised up the nation. Và dân tộc đó And this nation sẽ sản xuất ra, sản sinh ra một cái đấng And this, through this nation will come the, the one. Và đứng đó sẽ giày đạp đầu Satan. The king who trampled trong sáng thế kỷ đoạn 22 câu 18. Đức Chúa Trời hứa với Abraham thế này. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều nhờ dòng dõi con mà được phước vì con đã vâng lời ta. because you obey my voice. Quý vị nhớ dòng dõi ở đây là một dòng dõi mà thôi. You know, nation here is only one nation. Tất cả các dân tộc trên thế giới. All the nation of this earth. Đều giờ dòng dõi của con. this nation. Mà được phước. Be blessed through this nation. Bây giờ tất cả chúng ta ở đây. And through all of us here. Qua Abraham. Through Abraham. Sản, uh, sinh ra David. Vua David King David was born. Qua David. Through David. Qua Chúa Giêsu được sinh ra. Through that Jesus was born. Qua dòng dõi của David, Chúa Giêsu được sinh ra. Through the nation of David. Và Jesus qua was born. Chúa Giêsu. And through Jesus. Thì toàn thể nhân loại. And this whole human being được phước. Be blessed. Bởi vì dòng dõi của Abraham. Because we are the nation of Abraham. Đó là đấng Messiah phải. Sinh ra, được sinh ra từ dòng dòi Abraham, And therefore, the Messiah was born through Abraham rồi nation. bây giờ Kinh Thánh lại tiếp tục bày tỏ And the Bible has been reviewed. ở trong Esai đoàn 7. Yeah, 7 Esai đoàn 7 câu 14 trong này Kinh Thánh bày tỏ như thế nào về đứng Mesia 7 14 vì vậy chính Chúa, Chúa này là Đức Chúa Trời sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ, nay một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Therefore, the Lord Himself will give you a sign: behold, the virgin should conceive and bear a son, and should call his name Emmanuel. Dạ, mà phải nhớ rằng trong câu 13 tức là một câu trước đó Esai nói Này nhà David hãy nghe đây Có phải các ngươi cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ Mà nay lại muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao so, uh, one verse before that which is 13 And he say, Here now, o, Lord, o house of David, it is too little for you to weary man, but you weary my God also. Như vậy, đứng Christ này, là sinh ra từ dòng dõi của David. And cry was born from the of David. Rất là chính xác đấy quý vị. Exact, yeah. right? Và và đứng Christ này, đứng Messiah này phải là Emmanuel. And this cry must be Emmanuel. El là Đức Chúa Trời. Is, Emmanuel là ở với chúng ta. Khi Đức Chúa Đức Chúa Trời là ngôi lời trở thành xác thể when the world become flesh sống giữa chúng ta and live us. thì câu kinh thánh này được ứng nghiệm and this Bible đó, chính đó chính là lúc mà Chúa Giêsu đó chính là lúc mà Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem, and that's when Jesus was born in Bethlehem. và yăng đoạn một, câu and it was John 1 câu 14 nói rằng ngôi lời trở nên xác thể and

In Vietnamese might be number five verse. À, uh, nhưng mà trong tiếng Anh số 6 dạ. Yeah. In is number six. Dạ, yeah, đọc câu số 5 ở trong tiếng Việt này. Vì một con trẻ được sinh ra cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta quyền cai trị sẽ đặt trên vai ngài. Danh ngài là đứng kỳ diệu, đứng cố vấn Đức Chúa trời quyền năng, cha đời đời và là Chúa bình an. For to us a child is born, to us a son is given, and the governor should be upon his shoulder and yeah. his name should be called wonderful counselor mighty god everlasting father and the prince of peace rõ ràng đấng cai trị này à, à, đấng đấng messiah này phải là một đấng cai trị dân Israel Now, therefore the messiah have the one have to be king over to Israel nhưng mà ngài cũng là đức Chúa Trời quyền năng but he also got Chứ không phải là một con người, chỉ là một con người. Ngài là đứng cai trị nhưng mà Ngài cũng phải là Đức Chúa Trời quyền năng. Nếu mà có một người nói tôi là đứng Christ. Nhưng mà người đó không phải là Đức Chúa Trời quyền năng. Thì đó là đứng Christ giả. Christ. Bởi vì đứng Christ

có người nói à, chúa giêsu đến rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn chiến tranh như vậy ngài không phải là đứng phước vì yes, chưa được ứng nghiệm nhưng mà họ quên một điều but they one thing. điều này được ứng nghiệm khi nào This when? chúa không nói là khi ứng nghiệm khi ngài đến thế gian lần thứ nhất không nhưng mà khi ngài trở lại But when he coming back, Thì Phán sẽ kẻ kẻ sống và kẻ chết he will the dead and the life. Và Ngài sẽ cai trị toàn thế giới and he will key, over this whole king. Và thế giới được hưởng bình an and this world will Và nền bình an đó sẽ kéo dài vô tận no Trên ngôi David và trên vương quốc Ngài Để lập vững và duy trì vương quốc ấy Trong công lý và sự công chính Từ nay cho đến đời đời On the throne of David over his kingdom to establish it and upon it the judge and the righteousness from this time forward and more evermore you know this Messiah have to sit in the throne of David, ngôi của David là ngôi vua. and the throne of David is a king throne Đừng And this Messiah to be the king. Và Ngài sẽ không bao giờ chết. And he will never die. Bởi vì cái cái sự cai trị của Ngài sẽ cho đến đời đời. Because he forever. Nếu mà Ngài chết thì Ngài không thể nào cai trị đến đời đời. nobody else raising. Cho nên nếu một người tự xưng mình là đứng Christ. And if whoever said that he is the Christ, mà làm vua chỉ có một thời gian rồi chết. Thì đó rõ ràng him. là đứng Christ giả. And that's a fake one phải em? vì mọi điều chép về Ngài ở trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Rồi, bây giờ quý vị dỡ ra Jeremy đoàn 23 câu 5 câu 6. giê rê đoạn 23 câu 5 câu 6. Đứng Messiah này là ai nữa? Kinh Thánh là bài tỏ Jeremy đoạn 23 câu 5 câu 6. Jeremiah 23 verse 5 and 6. Đức Giê-hô-va phán: Này những ngày đến, ta sẽ dậy lên cho David một nhẫn công chính. Ngài sẽ cai trị như một vua, cư sự khôn ngoan, thực thi điều công minh, chính trực ở trong xứ và trong đời vua ấy, câu số 6, Judah sẽ được cứu, Israel sẽ được sống yên ổn, danh sưng của đường ấy là Đức Giê-hô-va, công chính của chúng ta. Behold, the day are come in, declare the Lord, and I will raise up for David the righteous branch. He will be raising at the king and deal wisely, and will be executed judge and righteousness in the land. In this day, Judah will be saved, Israel will be dwell securely một lần nữa kinh thánh khẳng định đừng Christ này đừng Messia này phải ra từ David vua David one more time the Bible have fulfilled that this Messiah coming from the generation of David và ngài là một vị vua and this Messiah is the king nhưng mà cái vị vua này đó có một cái danh xưng vô cùng đặc biệt but this king have a name very special danh xưng của đấng ấy là Jehovah đứng công chính của chúng ta. His name is Jehovah, Jehovah Righteousness. Jehovah là Đức Chúa Trời. Jehovah is God. Chứ không phải chỉ là con người. He's not normal person. Nhưng mà đứng đây là Jehovah. And this is the one Jehovah. Nhưng mà lại sinh ra Emmanuel. But this Jehovah was born as a human. Jehovah mà trở thành người. And this Jehovah's God become human. Đó là đấng Chris mà Kinh Thánh giới thiệu. And this is the Christ the Bible has introduced. Khi chúng ta tin Chúa Giêsu là đấng Chris When you believe Jesus is the Christ. Là chúng ta tin tất cả những điều Kinh Thánh chỉ về đấng Chris And you believe everything the Bible point và, to Jesus. Và tin rằng mọi điều Kinh Thánh chỉ về đấng Chris phải được ứng nghiệm. And therefore anything about the Bible about Jesus Ứng nghiệm trong fulfilled. quá khứ. In the past, ứng nghiệm trong hiện tại in the present, Hay là trong tương lai or in the Nhưng mà phải được ứng nghiệm And Nếu không được ứng nghiệm if it's not by the Bible. Thì đó là khuyết giả And that is a fake one. Hallelujah Của ông bà anh chị em đồng ý không? Would you agree? Rồi Bây giờ Ở trong uh, uh, Mika, uh, Mika. Mika. À, đoạn 5 câu 2 thì nói như thế này Rồi bày tỏ đứng Chris như thế nào nữa Trong Chết, uh, xin lỗi, Mieche, Mieche đoạn 5 câu 2 Bên uh, uh, tiếng Việt đó thì đoạn 5 câu 1 ha Tiếng Việt là đoạn 5 câu 1 yeah. Tiếng Anh là đoạn 5 câu 2 Đứng Chris, nhớ, quý vị nhớ là Kinh Thánh Cựu không nói là Không dùng cái chữ đứng Chris hay là đứng Messiah. Nhưng mà giới thiệu về một cái đứng Qua mọi thời đại mà mọi người đang còn trong đời cái đứng đó đấy. You know, Và đứng đó the, gọi là đứng Christ. You know the Christ that we've been mentioned lately is the one in all generation has been mentioned about him. Yeah. Và Kinh Thánh dùng rất nhiều câu, rất nhiều chỗ để vẽ nên cái hình ảnh của Đấng Christ. You know the Bible has been drawing his image about Christ. Mà khi Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng ta. And when the Holy Spirit is close to you. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì tự nhiên chúng ta nhận ra Chúa Giêsu là Đức Christ. therefore you know, you know, it is the Christ Jesus. Trong Mi chê đoạn 5 câu 1. Micah chapter 5 verse 2. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giuđa là nhỏ lắm, nhưng từ nơi ngươi một đấng cai trị dân Israel sẽ được sinh ra và nguồn gốc của Ngài từ đời xưa từ trường vô cùng. But you of Abraham, a are you too little to be among the van of Judah and you should come forth to me for the one who is the ruler of Israel. Yeah. Ngài ra từ chi phải Giuđa. Ngài sẽ là một đấng cai trị. Nếu mà sinh ra ở thời các thẩm phán thì Ngài sẽ là một thẩm phán. Nếu mà sinh ra trong cái thời vua thì ngài sẽ làm vua. Nếu mà sinh ra trong thời làm tổng thống thì ngài sẽ là tổng thống. Nhưng mà ngài là đứng cai trị dân Israel. Và đặc biệt của cái đứng này. And especially about this ngài moment. đến sau. He came after. Nhưng mà có trước. But he was before. Ngài sinh ra cách đây 2020 năm. He was born about 2002 Nhưng mà Ngài ago. đã có trước từ vô cùng. But he was there and before even things existed. Hallelujah. Bây giờ cái đứng cai trị này Tôi sẽ đi nhanh bởi vì không có thời giờ. Đứng cai trị này Thân của Đức Chúa Trời Ở trong Ê uh, uh, Cái này không cần đọc Phải dựa kinh Trong Ê đoạn 11 Câu 2 In 11, Câu số 2 Thì cho biết 2. rằng Thân của Đức Chúa Trời ha, Sẽ Giáng Ở trên người này In has been God's will be upon Và ngự Ở trên người này Và đầu lại Ở lại Ở trên người này and dạ. be with this person. Dạ. Và trong Sachary đoàn 9 câu 9 không cần cái thân. Trong Sachary đoàn 9 câu 9 Zaxia, Chapter 9, verse 9. Yeah, dạ, in Zechariah. Thì cho rằng cái đứng Chris này sẽ ngồi cợi trên một con lừa. And in this Bible, he's been disclosed he will be on one of the um, donkey. Yeah. Và vào thành Jerusalem như một vị vua. He sat on the donkey and come to Jerusalem just like a king. Yeah. Và đó chính là lúc mà Chúa Giêsu ngồi trên con lừa con. The Bible will fulfill Jesus did sat in that Đi vào thành donkey. Jerusalem. Walk into Jerusalem. Và chân chúng hoan hô ngài. And those, you know, all the crowd has been A và Paul. tất cả đều là lên vàng tuổi con vua David. And they was told, you know, king forever. Yeah. Thành ra kinh thánh đã làm ứng nghiệm cho ngài. Therefore, the Bible has been fulfilled. Nhưng mà ở trong Esai đoạn 53. But in 50, Tôi sẽ đi nhanh cái đoạn này. Quý vị mở ra Esai 53 ha. Isaiah 50. Dù là ngài, quý vị nhớ nha là khi mà Chúa Giêsu vào thành Jerusalem. When he came to Jerusalem đó là cái tuần lễ cuối cùng ngài lên thập tự giá. He came at the time that one week last yeah. before he Mặc dù the ngài cross. được ngài được hoan hô giống như là một vị vua. He was followed by the crowd like a king. Nhưng mà ngay sau đó kinh thánh cho biết. And, but the Bible has revealed. Ở trong Esai đoạn 53. In Isaiah chapter 53. Yeah. bắt đầu từ câu số 3. Verses 3. Yeah. có trong kinh thánh. Thì trong Ê, e, uh, e Sai đoạn 53 Thì Ngài như thế nào Ngài bị khinh rẽ Và chối bỏ He would and it. Một vị vua Nhưng mà phải bị khinh rẽ Và chối bỏ He was a king But would and trong câu số 4 người đã mang sự đau ốm của chúng ta và đã gánh nội khổ của chúng ta. Đó là hình ảnh của Đấng Mêsia. Trong câu số 5 ngài phải bị giáo đâm, hoặc là ngài bị, hai ngài bị đâm, còn là ngọt là đinh hoặc là giáo ngài phải bị đâm. Và bị thương. And he was, um, vulnerable. Dạ yeah. và bởi sự trừng phạt của người chịu mà chúng ta được bình an. He was here for our peace. Và bởi lành roi của Ngài mang mà chúng ta được lành bình. Through his womb, we are healed. Trong câu số 6 là Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Number 6 all of human sins was on Jesus. Câu câu số 7, ngài bị ngược đãi và khốn khổ. He oppressed and afflicted. Nhưng mà không hề mở miệng. Giống như trên con bị đem đi làm thịt. Just like a lamb led to a slaughter. Tức là bị đem đi giết đó quý vị. And just like being killed. Trong câu số 8, number ngài bị ức hiếp he và xét chữ and he was judged. Và sau đó bị giết đi. And he was killed. Trong uh, trong câu số 9. And number nine. Nhưng khi chết, người được chôn chung với kẻ giàu. But when he died, his grave was be with the rich people. Ngài bị giết chết nhưng mà bị được chôn chung với kẻ giàu. He was killed and he was, you know, buried with the rich Mặc people. Mặc dù người không hề làm điều hung dữ hoặc là hung ác. He, he did not have any sin yeah. trong câu số 10. Number 10. Sau khi ngài đại dân mạng sống làm tế lễ chuộc tội. After he gave his own souls and life, người sẽ thấy dòng dõi của mình. But he gonna see his offspring. Dòng dõi của mình là tất cả chúng ta đó quý vị, những người tin ở trong Chúa. Are us à, là who con cái của Ngài đó. Qua Qua câu số 12. 12. Vì thế, ta đã chia phần cho người đồng thời những người lớn à là cho người đồng với những người lớn, người sẽ chia chiến lợi phẩm với những cái mạnh. You know he have divide his portion to many and he would divide the spoil with the strong because he put Điều này là nói lên sự chiến thắng của Đức Messiah của Đức This is the victory of Christ at the cross. Chỉ có người chiến thắng mới được chia chiến lợi phẩm. You know the winner can get the benefit. còn người thất bại sẽ không bao giờ được chia chiến, chiến lợi phẩm someone who would never have this benefit. vì người đã độ màng sống mình cho đến chết và bị liệt vào hàng tội nhân đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Yeah, because he was poured out his soul to death and was numbered with the transgression, yet he bore the sins of many and make intercessor for transgressor. Yeah. Ở trong Thi thiên đoạn 16 câu 10. 16, verse 10. Kinh thánh còn cho biết Đức Messiah này sẽ không chết. You know that the father say that the Messiah will never die. Dạ. Yeah, à, uh, uh, vì Ngài sẽ không để à, uh, linh hồn của đầy tớ Ngài tại ông phủ. Because God promised that we would not abandon the soul of this Messiah và in the sea or in hell. Và thi thiên đoàn 110 câu 4. In Psalm 110 verse 4. Còn cho biết đứng Christ này. And some also disclose this Christ. Sẽ là làm thầy tế lễ đời đời. He will be the priest forever. Làm tế lệ đời đời. The priest forever. Như vậy bị chết nhưng mà không chết. He was killed but he's not died. Không phải không chết nhưng mà ngài phải sống lại. He did die but he died and resurrected. Ngài phải làm thầy tế lễ. He was the prince. Đời đời. Người bên hữu Đức Chúa Trời Và cầu thay Cầu thay cho chúng ta Hallelujah Đó là những cái hình ảnh tiêu biểu Mà Kinh Thánh giới thiệu về Đức Christ Cho nên khi mà chúng ta nói chúng ta tin Chúa Giêsu là Đức Christ Có Đức Chúa Trời có nghĩa là chúng ta tin một cái hình ảnh tổng thể. Ngài là vừa con người, người là ngài vừa là vua, người là vừa là đức chúa trời, người là sinh ra bởi người nữ, ngài cũng là thầy tế Lệ thương phẩm. Tất cả những điều kinh thánh nói về ngài phải được ứng nghiệm. This thì mới Messiah, là đấng Christ and it is the real Messiah. mà chúng ta tin. You have to this real. Thưa quý vị, điều tin Đức Chúa Giêsu là đấng Christ không phải là điều dễ. You know, to is the is not easy. Ngay cả các sứ đồ Even the khi mà Phi-rơ xưng ra ngài là đấng Christ có Đức Chúa Trời. So when Chúa Giêsu đồng ý. Nói rằng con nói đúng. Nhưng mà ta cấm con này. But don't. Không được nói cho bất kỳ ai. But I you to, say this to Biết rằng ta là Đấng Christ. Christ. Ý Chúa nói là không được nói cho đến lúc ngài từ kẻ chết sống lại what he, Jesus meant is don't say anything until I resurrected. Bởi vì sao quý vị? Tại sao như vậy? Why? Khi mà Chúa Giêsu bị bắt. When Jesus was you know, uh, arrested. arrested. Và thầy tế lễ cả hỏi ngài. And the, you know, the, the um, ask him. ta nhân dân Đức Chúa Trời hàng sống. I khiến ngươi phải trả lời. Người có phải là đứng Christ, con Đức Chúa Trời hay không? Chúa Giêsu trả lời, người nói phải. Thì thầy tế lễ cai sẽ ảo mình ra và nói rằng, Phạm thương người Phạm thương chúng ta đâu cần bằng chứng gì nữa. Theo các ông thì người này phải bị tội gì? thì tất cả mọi người đều phải la lên. Hắn đáng chết. cho nên từ xứng minh là đứng Chris. Chúa Giêsu nói ta là đứng Chris. nếu mình nói sớm trước cái thời điểm lên tập thừa giá. And he said before he went to the cross. Thì sẽ trợ ngài cái mục vụ công việc của ngài trên đất. And that time might bring trouble to him at the time. Nhưng mà khi mọi chuyện đã làm tròn và đến thời điểm của ngài. But when everything was done at the time that he had. Thì ngài planted, mới bày tỏ. Then his plan will be revealed. Ngài là đấng Christ. He is the true Christ. Nhưng mà mặc dù vậy. And even those, Không ai tin ngài. No one him at the Họ đòi động đến Ngài. They you know, put him on the Họ cho Ngài là phạm thượng. He think he was Nhưng cái người đứng đi ngang qua đang về thấy Ngài ở trên thập tự giá and the by, uh, and see the đều lắc đầu. They were their head. Nói rằng nếu mà ông là đứng Christ And they say, if you're the cry, thì hãy xuống khỏi tập từ giá đi để chúng tôi tin. If you come down the cross, then I'll believe it. Các thầy tế lễ thường phẩm. And the at the time. Các thầy thông giáo. And all this, you know, teacher, Và người Pharisee. And all Pharisees. Cũng nói như vậy. Nếu thing. ông là đứng Christ. xuống khỏi tập từ giá liền. Cross, thì chúng tôi sẽ tin. I will believe you. Ngay cả hai tên trộm bị đóng đinh với ngài Even the two cũng mắng ngài như vậy and they did curse him as well. nhưng mà sau đó ba ngày and after three days, chúa sống lại he resurrected. và ngài hiền ra với các môn đồ he was there một tuần, the dạ, một tuần sau nữa and a week after that, Chúa hiền ra một lần nữa was Lúc đó có Thomas Thomas hết

nên con đã tin said, me, nhưng mà phước có cho những kẻ không thấy mà tin see, tất cả chúng ta ngồi ở đây all of you here, chưa ai thấy Chúa hiện ra cả we never see Jesus here, nhưng mà ai cũng tin But we do him. ngài là đấng Chris. Christ điều đó có ý nghĩa gì What does mean to you? chúng ta là người được chọn We are the chosen ones. Chính Chúa ban cho chúng ta đức tin đó. Because God gave us that faith. Chính chổ, Chúa bày tỏ cho tâm linh của chúng ta. God has in cho nên chúng ta spirit. dễ dàng dễ dàng tin Ngài là Đấng Chris. Christ. Hallelujah. Khi biết Chúa là Đấng Christ rồi. When you know Jesus is the Christ, Chúa kêu gọi mọi người trong quý ông bà anh chị em. He you, each of you here. Và tôi. And me too. Chúng ta hãy nhận biết Chúa. Let's know him. Bởi vì nhận biết đứng Christ là điều quý hơn hết. You know when you recognize and know Christ well, that's the best. Nhận biết Chúa là bước vào trong mỗi tương giao mật thiết với Chúa Giêsu Christ. You know this, you Bởi vì nhận biết Ngài là điều quý hơn hết. Christ, Bởi vì mọi phước hạnh của chúng ta có đều đến từ Ngài. All Nhân biết đứng Christ là nhân bước nguồn phước của mọi phước. Bởi vì trong đứng Christ chúng ta được ban cho mọi phước hành thiên liêng ở trên trời. Ở về trong đứng Christ, chúng ta được hứa rằng chúng ta sẽ được ban thiên đàng. Because in Christ you inherit heaven. Chúng ta được ban sự sống đời đời. You will inherit life forever. Và chúng ta được thừa hưởng tất cả những gì Đấng Christ có. You inherit everything to Jesus Christ. Tất cả mọi chuyện Đức Chúa Cha đã ban cho Đấng Christ. Because Father God already gave everything to Jesus. là người kể từ tất cả của thiên đàng. Jesus is the one who all heaven. Chúng ta ở trong Đấng Christ. And we are in Christ. Thì chúng ta được thừa hưởng tất vì ngài đã không tiếc thi mạng chết thế cho chúng ta his life for us. thì tất cả những cái gì khác ngài, ngài sẽ không bao giờ he would give it to you too. tiếc để ban cho chúng ta tóm lại In short, nhận biết đứng Chris, Christ, bước vào trong mối tương giao mật thiết với Ngài, là điều hết sức quan trọng. It is essential and important life. Chúng ta in your phải dầm thầm ở trong lời của Chúa. Therefore, you need to start His word. Để xây dựng cái mối tương giao mật thiết với đứng Christ. Christ. Để đời sống của quý ông bà anh chị em. được phản ảnh. Will be a reflection. Sự vinh quang của Ngài. The glory of God. Dạ, giờ này tôi mời một sư quản nhiệm. High, Kêu gọi con dân sự của Chúa. You know, đến với Ngài. To to Hallelujah. Cảm ơn đệ tử của Chúa. Thank you, servant of God, Pastor Tan. Nhận biết Chúa Giêsu. When you recognize about Jesus. Nghe nó đơn giản quá. It's so simple to hear that word. I know Jesus a long time ago. Uh, tôi biết Chúa lâu lắm rồi. I know, I know Jesus for many years. Tôi biết Chúa nhiều năm trước rồi. Nhưng mà nhận biết Chúa không phải dễ. But it's not easy to recognize who Jesus bởi vì nó phản ảnh lại lời sống của chúng ta. Nó bởi nó sẽ phản ảnh lại những quyết định trong đời sống it's của chúng ta. Nó quyết định mỗi bước đi trong cuộc đời And của chúng ta. Decision, nó quyết định tất cả mọi hành động trong cuộc sống it's của chúng ta. Nó, nó quyết định chỗ ăn chỗ ở của chúng ta. Nó live. nhận biết Chúa Giêsu dễ lắm nói là trở nên tín đồ của Chúa dễ it's lắm. nhưng mà thật sự nhận biết Chúa trong đáy lòng của mình really và Jesus có sự biến đổi bởi quyền năng của Chúa. It's gonna your life. không phải dễ. một người có thể đổi từ Phật giáo qua tin you know, Hoặc bất cứ đạo nào đó bước vào cái mối quan hệ của đấng Christ but walk into the relationship with Christ. Có thể lắm chúng ta có giống như trong chứng đạo. You know, like you go and witness about Jesus. Có nhiều loại đức tin. Many kind of faith. Người ta đến để được nhu cầu. When some people come, they need something. Người ta đến để được chữa lành. They come to get healing ta người ta đến tin nhận Chúa để có những cái điều kiện khác nhau. You know, they come to kind of Rất có nhiều người đến với Chúa Giêsu để được đi Mỹ. đủ thứ loại điều kiện. Nhưng mà đến với Chúa Giêsu thật sự chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giêsu. Mà quyết định only. đi theo Ngài, Jesus. sống chết với Ngài, live or, you know, die by Jesus. sống hầu việc Ngài and serve Jesus. Phó chính mình cho Ngài. And give your life to Jesus. Đó mới gọi là nhận biết đấng Christ. That is a truly recognition of Christ. Không phải một người. Not just one person. Rất là nhiều người. Many of us here. Từ lãnh đạo From the top leader, cho tới con cái của Chúa. Through a regular question Nhận biết đấng Christ. We do know about Christ. Nhưng sống không có đấng Christ. Your life does not Christ. Nhận biết Đấng thuyết When you know about Jesus Ở trên Christ trên đây from the head knowledge, Nhưng mà mọi điều làm But whatever your action and do Không có cái gì mà giống như Chúa cả. does not reveal Jesus in your life. Giờ này chúng ta hãy đến với Chúa Let's come to him right Xin mời Hội Thánh Đồng đứng lên Let's all stand up. Xin mời Hội Thánh của Chúa Mỗi người suy nghĩ đến Let each of us think about cái mối quan hệ của chúng ta đến với Chúa. Our relationship to God. Anh hùng giữ yên lặng dùm chút Mỗi người chúng ta hãy đến với Chúa trong giờ này. Well, Chu right Quân lại kêu dâm. Chúa muốn chúng ta thật sự biết Ngài là ai. Jesus, no. Want to us to know who he is really. Nếu tôi và quý vị Thật sự nhận biết Chúa Giống như lời của Chúa đã được trình bày Chúng ta sẽ có một thái độ hoàn toàn khác Một đời sống được thành công 75% là do thái độ 75% of it is your attitude. Một đời sống được có ý nghĩa. You know, meaningful life. 75% bởi vì cái thái độ. 75 coming from attitude. Một đời sống tin kính Chúa. A holy chosen life. Một đời sống kính sợ Chúa. A fearful to God life. Hiểu Chúa understand about God. 75% is from your attitude. Đức Thánh Linh đang ở đây. Holy Spirit is here. Chúng ta có thể giấu được tất cả mọi nơi. You can hide anybody. Trong tất cả mọi người. Anybody. Mà Đức Thánh Linh thành. But you cannot hide from the Holy Spirit. Tôi và quý vị. I and you. Thái độ của chúng ta. What kind of attitude do we have? Tin nhận Chúa Giêsu là ai? When you believe and accept Jesus, theo Chúa Giêsu như thế nào? How do you follow Jesus? Thờ phượng Chúa Giêsu How do you worship Jesus? Dân cuộc đời của mình như thế nào? How do you live your life to Him? Nó đang ở mức độ nào? And where, what level are you at right now? Gần một năm qua. A year already. Đây là một thử thách this is a challenge. Mà Chúa cho. I was, it was given by God. Cho tôi và mọi người chúng to ta. Through me and to all of you here. Tất cả con dân Chúa. All the Christian here. Từ người chưa biết Chúa. From the one who doesn't know God. Cho người biết đến Chúa. To the one who know God. Mười tháng qua. Ten months already. Tôi tin chắc rằng. I believe strongly. Mọi người nhận được mức độ thuộc linh của chúng ta đang ở đâu. You do know how your spiritual life, what kind of level. Chúng ta có diện lý do như thế nào đi nữa. You have, you can have all kind of reasoning. thấy. all. Và đó nói lên đấng Messiah là ai trong cuộc đời của chúng ta. And that really means who the Messiah in your life. Tôi không dùng giờ này để khiển trách. I don't use this time to complain mà để nhắc nhở cho chính I tôi just myself, và mọi người chúng ta. And each of us here, trong cơn giang trưng, in trouble. Chúng ta phải tăng lên đức tin phải không? we need to increase our faith. Trong lúc bệnh tật, when we are sick, chúng ta tăng lên đức tin phải không? We our faith. Trong lúc thế giới hỗn loạn, when the world out there is confused, chúng ta phải tăng lên đức tin phải we không? We need to increase our faith. Điều đó là điều mà Chúa muốn. And that is what God Nếu chúng ta nhận biết Chúa là ai. If we duly, knowly, truly know who God is. Nếu chúng ta biết Chúa của chúng ta là đấng quyền năng. If you know our God is a powerful Vĩ đại, God. Vĩ And the great trí, God. And he know everything. tài. And he everywhere. Có quyền trên tất cả mọi điều. <laughs> Ngài là đấng sống. He is life. Ngài đang làm chủ tất cả mọi he điều. He is the king of all. thái độ của chúng ta như thế nào? Lời của Chúa ngày hôm nay The word of God today không đơn giản chỉ cho chúng ta một lịch sử của Chúa Giêsu. doesn't just Jesus' history. Không phải chỉ nhắc lại cái điều mà tôi đã biết ba chục năm rồi. And not just remind me what I know 30 Mà lời của Chúa ngày hôm nay. the word of God today. Nhắc tôi và quý vị. me and you chúa đang ở đâu trong cuộc đời của chúng ta Where is Jesus Christ in your life Ngài ở đằng sau is he is the back of your mọi quyết định All in the back of your decision Hẳn là ở đằng trước mọi quyết định Or he is the one who you pray before you make your decision Ngài ở đằng sau tất cả mọi nhu cầu He is in the quyết. back of all your need ôi ở đằng trước tất cả mọi người ngài là đấng mà chúng ta mở mắt ra là thấy chúa you nghĩ đến ngài hay là như thế nào đó mọi người chúng ta biết than that, you can think of it. tôi cảm ơn chúa thank God. một năm qua I thank God for the past year. một năm qua đầy thử thách many challenge here. Là đầy tớ của Chúa. là God. người chăn chiến. I am a shepherd for God. Cũng như mọi người quý vị. Just like you, any of you here. Hãy suy gặp lại. Let's meditate. Những gì đã xảy ra. What happened? Và tự chúng ta chấm điểm. And you can give your own credit. Chúng ta biết Chúa Giêsu là ai. You do, how much do you know about Ngài là đấng mà khi chúng ta cần, chúng ta kéo Ngài ra. Ngài là đấng mà khi chúng ta rớt nước mắt, Ngài muốn chúng ta, chúng ta muốn Ngài lau nước mắt cho chúng ta. Ngài là đấng mà chúng ta thiếu thốn thì chúng ta kêu gọi Ngài. Tất cả những điều đó là tốt. Nhưng mà Ngài là đấng mà chúng ta bỏ mặt. The one that you forget. Quên đi. You forget about him. And and that is not a true Messiah in your heart. Oh, the church of God. I don't want to repeat after repeat. But I was reminded in my heart. Oh, the church of Christ here. Thả chữ cho tôi nếu tôi nhắc nhở những điều này. Please, please forgive me for when I remind you about this. Hãy nhìn lại. look back. Hãy nhìn vào tấm gương. Hãy look back to the mirror. Để thấy được con người tâm linh của chúng ta. To see your truly spiritual life. Nó đang rút lại. Is that shorter? Swing, swing, swing. Is shrink smaller? <laughs> đang lớn lên or your spiritual life has been extended, growing bigger and stronger. Nó trở nên trưởng thành. Is your spiritual life more mature? Trong đấng Messiah. In the Messiah Christ. Hay là nó vẫn còn con trẻ? Or is this a little child? Chúa biết. God knows. Chúa thấy. God see. Chúng ta hãy đến với Chúa giờ này. come to God. Tôi để ra một phút mỗi người chúng ta hãy nói chuyện với Chúa uh, điều gì. I leave one minute for you to go and talk to God yourself. Đấng Messiah đang ở đây. The Messiah right now is here. Ngài muốn chúng ta tôn vinh Ngài. He want you to glorify His name. Ngài muốn chúng ta kính sợ Ngài. He want you to fear of His name. Ngài muốn chúng ta hiểu Ngài. He want you to understand about Him. Đặt trọn niềm tin nơi Ngài. And you put all your trust in Him. <laughs> Let's come and talk to him. Kinh lại Đức Chúa Trời yêu dấu của chúng con. Oh, dear heavenly Father. Là đấng Messiah. You are the Messiah. Là đấng cứu rỗi. You mm. are the rescuer. Là đấng đã ban cho chúng con sự sống. The one who us life. Chúa ơi. Oh, Father God. Ngài thánh nhật ngày hôm nay. This Holy Sunday. trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời in your present, Father, Trong sự hiện diện của chính Ngài in your own present, Father God, Con và dân sự của Ngài me and your people here, Muốn nói với Ngài rằng we want to tell you, Chúng con muốn biết rõ Ngài we want to know you in depth, Mỗi ngày mỗi nhiều hơn more and more every day. Chúa ơi Father God, Hãy tha thứ cho chúng con Please forgive us Chúng con có lời của Ngài. We do have your word. Để dạy cho chúng con biết Ngài là ai. That you teach us who you really are. Chúng con biết nhiều. We do know a lot. Chúng con đọc nhiều. We read about chúng con hiểu people. nhiều. We understand chúng about con you. đã được huấn luyện nhiều. We been chúng con đã được nghe về Ngài rất là nhiều. We nhiều. about you. Nhưng chúng con có một đời sống. But we don't have a life. Những người xung quanh chúng con không biết Chúa the don't know our our life, và hành động của chúng con and our cũng không chứng minh rằng did not show chúng con biết Chúa. That we are know you. Xin Chúa ngài tha thứ cho please, con, tha thứ cho chúng con. Us. Xin lời của ngài. May the word of Xin lời của Đức Chúa Trời Sống lại trong đời sống chúng con Làm cho chúng con sống lại trong lời của Ngài Chúa again, Để chúng con mỗi ngày mỗi trưởng thành we'll Để chúng con không còn là con trẻ nữa Chúa Như chúng con trưởng thành trong Chúa we'll Sống cho Chúa Kính sợ Chúa bởi vì người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ trở nên ngùn so blessing. con cảm ơn Cha, Thank you, tha thứ cho chúng con, us, chúng con muốn tìm biết ngài, We want to know you more. chúng con kính sợ ngài, We fear you, Xin được Thánh Linh của ngài Holy Spirit. giúp cho chúng con help, help us. tiến tới trong đức tin yes, bằng sự cam kết by the commitment bằng sự hứa nguyện by the heart of promises và chúng con bước đi với ngài we gonna walk with you lớn lên trong ngài and we gonna grow with you kính sợ ngài fear you father có đời sống tôn vinh Chúa we have a life to bring holy and glory to you trong danh Đức Chúa In name of Jesus chúng con thành tâm cầu nguyện we pray amen amen